Xin chào bạn vị, hiện tại thì mình đang có mặt tại sự kiện ra mắt sản phẩm mới của Mobistar. Và trên tay mình đây chính là chiếc Zumbo S2. Ôi dồi, nó ra mắt từ tháng 5 mới nghe trên tay. Mấy đứa nó nói vậy thật ra là đúng là con này là giống y hệt chiếc Zumbo S2. Từ mặt sau, ví dụ như camera cũng là 13 megapixel, đèn flash LED kép, cảm biến vân tay một chạm là 0.3 giây. Mặt lưng cũng làm từ kim loại, phần trên và dưới là anten. Nói chung nó chả khác cái gì. Thế nhưng cái chiếc Zumbo S2 của mình này là phiên bản đặc biệt là Zumbo S2 Dual. Và Dual này không phải là hai sim, cái từ đó là hay nói các máy hai sim, nhưng đây là phiên bản sẽ có hai camera. Thì đây là một chiếc máy tập trung vào selfie của Mobistar. Trước đây họ đã làm camera trước là 13 megapixel, selfie cũng chất lượng tương tự như camera sau. Nhưng bây giờ họ đã làm luôn thêm một cái chúng ta nữa là camera selfie góc rộng. Thì bạn thấy đây là cái điều mà chiếc Mobistar Zumbo S2 mà ra mắt hồi tháng 5 các bạn sẽ chụp được của camera selfie. Và đây là của cái chiếc Zumbo S2 Dual mà ra mắt ngày hôm nay. Nó sẽ có camera góc rộng 120 độ với độ phân giải là 8 megapixel cho các bạn chụp hình một cách là đông đủ đẹp. Đó, tức nghĩa là vừa nhiều người và vừa chụp ảnh được đẹp hơn, selfie đã hơn. Đây là mặt của cái thằng đang quay video này. Đấy, mặt nó xấu quá nên phải tự động out nét. Chứ nếu không mà mặt nó mà đẹp như mặt mình thì mới có thể rõ nét được. À, đây là cái máy bản simple. Và đối với lại cái model này thì khi các bạn chuyển sang chế độ làm đẹp thì nó cũng có 7 cấp độ làm đẹp. Và các bạn có thể tự chỉnh như cái mức độ láng mịn, làm trắng, mắt to, V-line. Mặt mình thì V-line sẵn rồi, mắt thì nó cực to. Mắt mình là mắt híp theo kiểu chuẩn Hàn Quốc, mình không muốn làm to hơn nữa. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có cái chế độ chụp ảnh selfie là như mọi người đã nắm nhá, chuyển qua chế độ camera trước và sau. Đối với chiếc máy này sử dụng MediaTek là 6737T, nó sẽ có 3GB. Và cái model này thì pin 3000mAh. Tóm váy lại là nó không khác gì so với con Zumbo S2 ra mắt hồi tháng 5. Ngoài việc là nó sẽ có cụm camera kép để selfie cho chúng ta, là phục vụ là đại đa số toàn dân đều có thể selfie góc rộng được. Mình sẽ đi đến với chiếc thứ hai mà mình có hứng thú hơn. Chiếc máy này thì sẽ có một mức giá rất là tuyệt vời, nghe rất nên thơ, đó là san bằng tất cả 6789. Đối với chiếc máy này của mọi người thì sẽ có cụm camera kép ở phía sau, và trong đó là sẽ có một cái là có nhiệm vụ là đo được cái chiều sâu để chúng ta có thể thực hiện nhiệm vụ là xóa phông. Và bên này sẽ là có đèn flash LED. Ban đầu mình nhìn qua con này lại tưởng camera ba cái, nhưng hóa ra không phải, đèn flash LED đặt chung vào một cụm trông rất đẹp. Cả bên vân tay ở phía sau, cái mặt lưng của hai con này là nói chung là cùng cha khác ông nội, nhưng mà y chang nhau, nó không có khác bọt mấy. Để cái mình thích cái đường viền của con Zumbo S2 là có cái vạch vàng này trông nó đẹp hơn. Và đây là chiếc máy đầu tiên ở thị trường miền Nam chúng ta là thương hiệu Việt. Hơn nữa là còn có hẳn 4 camera. Ngoài camera kép phía sau để xóa phông thì nó còn có camera phía trước là để selfie. Và camera này thì có độ phân giải rất là cao, 20MP, và cũng một cái 8MP, cũng là để chụp góc rộng 120 độ. Và đây là cái giao diện của nó thì đã được làm khác. Cái bản mình trên tay chưa phải là giao diện cuối cùng của nó, nhưng mà có một vài điểm khác bọt để chia sẻ với các bạn. Đầu tiên là cái phần khu vực thông báo thì sẽ là bên trên. Đây các bạn sẽ thấy là thông báo đây đúng không? Nhưng mà phần phím tắt ấy, thì sẽ để bên dưới. Khi bạn vuốt từ dưới lên sẽ ra các phím tắt để chúng ta sử dụng một tay tiện hơn. Rõ ràng đây là một cái điều khá là thông minh, và nó cũng là học hỏi từ những ông lớn ở đi trước. Không có gì đột phá nhưng mà lại tiện cho người dùng, đấy là điều cần thiết cần phải làm. Ngoài ra Mobistar thì cũng nói rằng đây là chiếc máy đi theo xu hướng gọi là vô cực, với viền hai bên mỏng, trên dưới mỏng hơn. Thì đơn giản là Mobistar đang sử dụng chiếc máy này, đó là tỷ lệ màn hình là 18:9. Vì thế nên đương nhiên là chúng ta sẽ trông nó dài, nó sẽ không có gọi là thuộc dạng là giống như của con này. Mặt con này thì trông nó bình thường, nhưng mà con này nó sẽ V-line dài hơn, và chúng ta sẽ có màn hình là HD Plus. Bên cạnh đấy thì máy sử dụng con chip Helio P25, là một con chip cũng khá là mạnh của Helio, của MediaTek trong thời gian gần đây. Mục đích chủ yếu tại sao dùng con chip P25 là do con chip này có tích hợp cái bộ xử lý hình ảnh để có thể chụp ảnh xóa phông được. Chứ còn những cái con chip trước đây của MediaTek thì không có tích hợp cái bộ đó. Và nó cũng có tính năng zoom 2x, nhưng mà mình nghĩ rằng đây không phải là zoom quang học. Vì thường muốn zoom quang học thì cái thấu kính ở phía sau này phải có độ phân giải cao hơn nữa. Còn cái này có độ phân giải thì 50MP, chỉ nhằm mục đích là để đo cái trường sâu để chúng ta có thể chụp ảnh xóa phông. Và đấy, các bạn thấy là các chế độ chụp ảnh ở đây. Chúng ta sẽ có cả chế độ chụp ảnh chuyên nghiệp, chỉnh được các thông số đầy đủ này. Đó, và đây chế độ chụp ảnh bình thường. Khi mà các bạn sử dụng chụp ảnh bình thường thì chúng ta sẽ bật một cái công tắc xóa phông ở bên trên. Chúng ta sẽ kéo cái thanh này để có thể chỉnh được mức độ xóa phông. Đây là mình không có một cái sản phẩm để minh họa cho anh em, nhưng mà mình sẽ không thể thực hiện được. Với lại quan trọng đây là đang là bản simple, nó không phải bản chính thức nên chúng ta không thể đánh giá việc xóa phông nó tốt hay không ở chỗ này. Và đây là chế độ chụp ảnh chúng ta có thể làm đẹp mặt này. Và đây là khi mà mình chuyển sang camera phía trước thì sẽ có góc rộng và góc hẹp. Đây là bình thường nhá. Và chuyển sang góc rộng hơn hàng động này, nó sẽ chuyển ra như thế này. Rồi, và chiếc máy này thì sẽ có dung lượng RAM lên tới 4GB, cũng chạy Android 7.0. Và giao diện này không phải là giao diện cuối các bạn. Mình có cầm chiếc máy có chạy giao diện lên chưa mới, và rất nhiều cái mới của Mobistar đẹp hơn rất nhiều. Còn cái này nó không phải là phiên bản cuối cùng đâu, nên anh em phải đợi một thời gian nữa. Và đối với model này thì sẽ có dung lượng pin là 4010mAh, một dung lượng pin khá lớn. Và đó là cái bài trên tay và chia sẻ anh em về cái chiếc Zumbo S2 Dual cũng như là cái chiếc Bright X Max. Hai chiếc máy này thì đều có mức giá rất là tốt so với những gì nó đem lại. Thì đợi khi có thương mại mình sẽ chia sẻ với anh em.
Chiếc Mobistar Jumbo S2 Dual sẽ bán ra trước, còn chiếc Price Max thì sẽ bán ra sau. Và với mức giá là san bằng tất cả thì mình nghĩ là nó cũng rất là ấn tượng, và với mức giá giữ nguyên so với hồi tháng 5 mà lại có camera selfie góc rộng hơn là rất là tuyệt vời. Xin cảm ơn anh em.